Chào mừng các bạn nhỏ đến với học viện thể thao Milo Active. Zero to Hero mùa 2 đã quay trở lại và mang đến cho các bạn nhỏ những bài học thể thao bổ ích giúp rèn luyện sức khỏe và ý chí Milo. Học viện thể thao Milo Active sẽ mang đến những bài tập võ Việt Nam trong lần trở lại này. Mọi người cùng đón xem sắp tới chúng ta có gì nhé. Chào mừng các em đến với chương trình Zero to Hero mùa 2. Xin tự giới thiệu, cô là Kim Thùy, là giáo viên võ Vô Vi Nam của Học viện Thể thao Milo Active. Vô Vi Nam là môn võ thuật của Việt Nam, được võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc nghiên cứu vào năm 1936. Đến năm 1938, Vô Vi Nam được ra đời theo thuyết cương nhu phối triển, dùng cương chế nhu, dùng yếu chống mạnh. Môn võ này giúp cho người tập vừa có thêm sức khỏe, vừa có thêm nhiều kỹ năng phòng thủ và thoát thân khi gặp nguy hiểm. Bắt đầu với chủ đề khóa gỡ căn bản, các em sẽ được trang bị một số kỹ thuật phòng thủ để tự bảo vệ bản thân khi bị tấn công và không có người lớn bên cạnh. Trong Zero to Hero mùa 2 này, cô sẽ hướng dẫn cho các em 6 động tác kỹ thuật khóa gỡ tự vệ và một số kỹ thuật cá nhân trong môn võ Vô Vi Nam. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với hai động tác kỹ thuật đầu tiên, đó là động tác bóp cổ sau lối 1 và bóp cổ trước lối 2. Trước hết, hãy gặp qua hai người bạn của chúng ta nhé. Sau đây cô sẽ lần lượt hướng dẫn hai động tác, các em hãy theo dõi nhé. Động tác thứ nhất, bóp cổ sau lối 1. Khi bị đối phương tấn công vào vùng cổ, lùi chân phải về sau về hướng phía bên vai trái. Dùng tay phải quàng từ sau ra trước, từ phải sang trái. Chú ý cho cạnh tay hạ xuống. Động tác tiếp theo, quét chém phía bên tay phải, quật ngã đối phương. Động tác thứ hai, bóp cổ trước lối 2. Ở động tác này, khi bị đối phương tấn công vào vùng cổ, chúng ta bước chân phải vào giữa hai chân đối phương, đồng thời quàng tay phải từ sau ra trước, từ trên xuống dưới, chuyển tấn. Động tác tiếp theo sẽ chỏ vào thái dương của đối thủ. Và sau đây sẽ là phần thực hiện của hai bạn. Nghiêm, trái phải, quay. Nghiêm lễ, lễ. Sau, quay. Chuẩn bị. Bóp cổ sau, lối 1. Búp. Lùi chân quàng tay, hay. Quét chém bên phải, ba. Về. Bóp cổ trước, lối 2. Búp. Tiến chân quàng tay, hay. Đánh chỏ số 2, chuyển tấn, ba. Về. Nghiêm. Nghiêm lễ. Lễ. Trái phải, quay. Kết thúc buổi tập hôm nay, cô có những lưu ý nhỏ cho các em như sau. Động tác bóp cổ sau, các bạn cần lưu ý 2 điểm. 1. Khi quàng tay, nên để phần chỏ thẳng, kết hợp vai eo cộng hưởng lực để mở khóa. 2. Lợi dụng lực thông, tay chân đi ngược chiều để quật ngã đối phương. Với động tác bóp cổ trước, các bạn cần lưu ý 2 điểm như sau. 1. Dùng lực tay, vai, eo và chuyển trụ giữ tay đối phương để tránh đối phương thả tay tấn công ngược lại. 2. Khi chỏ, cần phải chuyển chân trụ, lấn hông vào đối phương để đẩy đối phương ngã. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hãy nhớ xem thật kỹ động tác và luyện tập mỗi ngày chăm chỉ nhé. Chào tạm biệt.